cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Nhớ subscribe kênh YouTube và comment những điều bạn thắc mắc để Hường giải đáp nha. Trong video này Hường sẽ chia sẻ về việc mua PayPal và bán PayPal. Hường sẽ giúp cho các bạn mua PayPal hoặc là bán với cái giá tốt nhất để các bạn có thể bắt đầu làm MMO. Hường biết là tất cả những bạn mới bắt đầu trong quá trình kiếm tiền trên mạng ấy thì mình sẽ có những cái khoản thu nhập đầu tiên bé bé khoảng cỡ vài chục đô hoặc trăm đô thôi, và chúng ta hoặc có nhu cầu sử dụng PayPal khoảng cỡ dưới 100 đô thôi, thì Hường sẽ giúp cho các bạn để mình mua và bán cái khoản này, chứ không phải là Hường kiếm lời từ cái việc này. Do đó Hường sẽ cố gắng để thu mua đô từ PayPal với giá tốt nhất và cũng như là bán ra. Thì bây giờ nếu như các bạn có nhu cầu mà mua PayPal ấy thì các bạn có thể nhắn tin cho Hường, Hường sẽ mua với cái giá mà Hường giống như kiểu Hường rút tiền từ PayPal về hoặc Payoneer về. Ví dụ như là ở trên Payoneer, ví dụ Hường vừa mới làm một cái thao tác là rút tiền, ví dụ Hường vừa mới rút một cái khoản tiền ở bên Payoneer về, tỷ giá của nó tính là 1 đô bằng 22.900 đồng Việt Nam, đúng không? Cách đây vài giây, vài phút thì Hường rút nó là 23.100, mà bây giờ Hường refresh lại thì nó đã xuống còn 22.900 thôi. Mà tóm lại thì Hường sẽ lấy cái tỷ giá này nè, 22.900 Hường trừ đi 500 đồng là thành là 22.400 mấy đó. Thì Hường sẽ thu mua PayPal các bạn với giá đó. Thì đằng nào mình cũng rút tiền về Việt Nam, ở trên PayPal mình cũng tốn một khoản phí, thì Hường sẽ giúp các bạn rút thêm một cái khoản như thế thôi, chứ không có lấy lợi nhuận từ cái này. Còn nếu như các bạn bán, ví dụ như các bạn muốn mua PayPal thì Hường sẽ mua với cái giá mà Hường đổi trong cái trình mình rút tiền từ Payoneer hoặc PayPal về ấy, thì mình sẽ lấy cái giá mà tỷ giá như này này, mình cộng thêm 1 ngày thì mình sẽ bán cho các bạn ha. Cũng như là giống như kiểu khi mình chạy quảng cáo ấy, Google hoặc là Bing Ads thì người ta cũng lấy phí của Hường là khoảng là 20, nói chung là khoảng cái chênh lệch khoảng 1.000, nên là Hường sẽ thu với cái giá đó. Nếu như các bạn có mong muốn là mua hoặc bán PayPal thì có thể là liên hệ với Facebook của Hường là facebook.com/tomatohường, nhắn tin inbox trên Messenger cho Hường thì Hường sẽ giúp cho các bạn. Thì thanh toán đơn giản là thanh toán bằng Momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng hay là Zalo Pay vân vân thì tùy các bạn. Đấy là về mua và bán Hường có thể giúp ha. Tại vì lúc trước mà Hường bắt đầu làm cái mảng này này thì Hường cũng mua và bán vậy đó, cũng khá là vui. Nhưng mà sau đó thì mình không có nhu cầu làm mua những cái khoản, không có nhu cầu đổ những khoản bé bé đó nữa. Và trong cái mảng MMO ấy, ban đầu thì chúng ta có thể kiếm một vài đô cho vui thôi. Nhưng mà theo quan điểm của Hường thì các bạn nên tìm cách để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ví dụ bây giờ các bạn đi đổi là 50 đô ở trên PayPal, nhưng mà mình có thể là nghĩ làm thế nào để có cách biến từ 500 đô tới, thì mình đổi 500 đô, làm nào để kiếm 500 đô thay vì 50 đô mình kiếm 500 đô hoặc là 5.000. Đấy, chúng ta sẽ kiếm những cách mà kiếm được nhiều tiền hơn thay vì những khoản bé bé thì rất là lâu mới có thể là có được nguồn thu nhập ổn định và lớn từ MMO ha. Rồi thay vì đổi 100 đô thì các bạn làm nào để đổi được 1.000 đô hoặc là những khoản lớn hơn. Tuy nhiên là những khoản lớn hơn thì chúng ta tự rút về tài khoản ngân hàng Việt Nam ha. Nếu mà các bạn muốn rút về tài khoản ngân hàng Việt Nam ấy, thì các bạn cứ kết nối vào tài khoản ngân hàng Việt Nam là các bạn sẽ rút tiền về được. Ví dụ như là đây, ví dụ đây là khoản PayPal, các bạn muốn rút về ngân hàng Việt Nam thì các bạn kết nối với ngân hàng, bấm vào link your bank. Ở đây thì các bạn điền cái tên ngân hàng bằng tiếng Anh vô và cái mã swip code. Ví dụ bạn muốn rút về Vietcombank ấy thì các bạn sẽ nói là tên tiếng Anh của ngân hàng Vietcombank, bấm vào đây thì nó sẽ có một cái tên ngân hàng, tên tiếng Anh của nó là Vietnam John Stock Commercial Bank, copy ở đây, bỏ ở đây. Đấy, rồi mã swip code thì chúng ta gõ là mã swip code của ngân hàng Vietcombank. Chúng ta phải gõ đúng mã swip code, tại vì mã swip code nó giống như mã chứng minh nhân dân của mình ấy. Mỗi ngân hàng nó chỉ có một ở trên thế giới thôi. Đây là cái mã giúp mà họ nhận diện ngân hàng của mình, họ gửi về tài khoản Việt Nam. Rồi số tài khoản Vietcombank của mình để vào đây, tên của mình thì họ đã tự động điền rồi, thì mình xem thử đúng chưa. Đúng rồi, chúng ta link your bank như vậy ha. Lưu ý là Hường biết là
mình đổi PayPal với cái giá khá là tốt so với ở trên thị trường, nên các bạn nếu có nhu cầu thì nhanh chóng inbox cho Hường thì cũng Hường sẽ không giống như kiểu dành một chút thời gian để đổi cho các bạn, nên là không có phải là hỏi nhiều hay là không cần phải nói dài dòng quá nhiều, tại vì mọi người cũng thấy rồi đấy, Hường đâu có kiếm lời từ cái khoản này đâu. Ok, hy vọng là giúp cho các bạn một cái điều gì đó. Chúc các bạn làm tốt ở trong lĩnh vực MMO. Thì video tiếp theo, cái bên Hường sẽ chia sẻ về làm nào để mình có thể chuyển khoản PayPal miễn phí và không mất phí. Cũng như là nhớ comment một cái điều gì đó ở dưới video này, bình luận nếu như các bạn cảm thấy hữu ích, cũng như là hoặc là thắc mắc, hoặc thậm chí không có gì thì các bạn nhận xét gì đó cũng được. Rồi để Hường có động lực làm video nhiều hơn, cũng như là subscribe kênh YouTube, nhấn vào chuông thông báo để nhận video tiếp theo và xem các video khác ở trên kênh YouTube chia sẻ về affiliate marketing của Hường nha. Ok, follow Hường ở trên Facebook. Bye bye.